Theo khảo sát của Hội đồng Tư vấn Du lịch TAB về tâm lý và hành vi khách du lịch thời COVID-19 với hơn 1.000 người trong khoảng thời gian từ ngày 9 đến ngày 22 tháng 9 năm 2020, có 41,3% người được hỏi trả lời sẵn sàng đi du lịch ngay trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2020 và có trên 20% khách sẵn sàng đi du lịch trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021. Khảo sát cho thấy sự sẵn sàng của khách du lịch có đôi chút thận trọng hơn so với lần khảo sát trước, khi dịch bùng phát lần một. Bên cạnh đó, khảo sát của TAB cũng cho thấy nhu cầu đi du lịch bằng máy bay đã có những tín hiệu tích cực khi có gần 71% khách lựa chọn sẽ đi du lịch bằng máy bay. Và để đảm bảo an toàn trong mùa dịch thì cũng có tới gần 29% khách lựa chọn đi du lịch bằng xe riêng, tăng 9% so với lần khảo sát trước. Qua cái khảo sát lần này thì chúng tôi có nhận thấy rằng là khách du lịch đã có những cái thái độ thận trọng hơn trước khi quyết định để đi tour khách du lịch, và yếu tố về ngân sách phù hợp cũng là một cái yếu tố cao hơn. Nhưng quan trọng hơn ấy, là bây giờ khách du lịch đã đặt cái yêu cầu về an toàn trong du lịch là rất cao. Và đây là một yếu tố mà bắt buộc các ngành, các cấp, các địa phương và các doanh nghiệp phải lưu ý. Sau sự bùng phát của dịch COVID-19 lần thứ hai hồi cuối tháng 7 tại Đà Nẵng, thì hiện tại an toàn và ưu đãi là hai yếu tố tác động đến kế hoạch đi du lịch của người dân, và nhu cầu đi du lịch biển, khám phá thưởng thức ẩm thực vẫn là ưu tiên của du khách Việt. Đặc biệt, lần khảo sát này của TIB cho thấy nhu cầu khám phá thiên nhiên đã có sự tăng mạnh khi có tới 48% khách lựa chọn sẽ thực hiện những chuyến khám phá thiên nhiên. Những kết quả khảo sát về tâm lý và hành vi của khách du lịch sau dịch COVID-19 sẽ là tài liệu cần thiết để các doanh nghiệp du lịch nghiên cứu, đưa ra các sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu hiện tại của khách hàng. Nên chăng là các doanh nghiệp cũng phải đưa ra những sản phẩm du lịch phù hợp nhất. Rồi bây giờ là tâm lý của khách là đi những tour ngắn ngày, từ 2 đến 3 ngày, nhiều nhất là đến 4 đến 5 ngày thôi. Còn trên từ 6 ngày trở lên là rất ít khách có nhu cầu đi. Thế thì nên chăng là sẽ phải xây dựng những cái tour ngắn ngày có nhiều các cái khả năng khác nhau để cho khách lựa chọn. Nếu làm được như thế thì rõ ràng là sẽ thu hút được. Rõ ràng, với những tác động của dịch COVID-19 thì nhu cầu và hành vi của khách du lịch đã có sự thay đổi. Nếu các doanh nghiệp du lịch nắm bắt được các nhu cầu và hành vi này để tạo ra các sản phẩm phù hợp thì chắc chắn khách du lịch sẽ ủng hộ và quay trở lại đi du lịch. Từ đó sẽ giúp các doanh nghiệp du lịch cũng như ngành du lịch sớm phục hồi trở lại.